Ơi, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 2019. Theo như lịch là hôm nay mình sẽ xuống dưới nhà chú mấy anh để phù với thợ. Ngày hôm nay thì lót đá phòng tắm, phục đá phòng ngủ cũng như là đóng lao phong, mở cửa sổ cho chú. Nhưng mà mới đây thì mình xuống đây tìm được hai cô nhiệm biết là thờ họ bận đến họ hẹn ngày mai mới làm được. Hello. Thấy chưa? Mặt thấy chú mặt tươi luôn nè. Chưa ăn sáng gì chưa? Chưa hả? Chưa ăn sáng luôn. Vậy thì cô có nhầm nhá. Có để từ từ con có cái sữa này nè, sữa bên Mỹ gửi về nè. Sữa này của cô Kiều Tâm. Cô Kiều Tâm cô gửi về thì ngồi đây đang bán ha. Ngồi. Sữa bên Mỹ gửi về luôn này, anh xua này cho người như chú á. Cầm đi. Chú cầm cho cô Kiều Tâm cái gì, tô Kiều Tâm chị vui. Nay còn có quà cho chú nữa nè. Đây là đài bổ hoàn. Cái này cực kỳ tốt luôn. Nó hoạt huyết dưỡng não nè. Dạ, cái này hoạt huyết dưỡng não rồi, nó ngoài để hỗ trợ cho não ra, nó còn có tái tạo các sùng ở các khớp này. Bảo vệ sùng này, rồi từ tái tạo nhiều thứ. Nói chung là cái này là ăn ngon ngủ ngon, phòng ngừa tai biến, phòng ngừa đột quỵ, tai biến mạch máu não. Người bị tiểu đường hoặc cao huyết áp thì vẫn sử dụng bình thường. Đó, cái này thì cái này một trong những cái thuốc đại bổ hoàng á. Dạ. Cực kỳ tốt. Hiện tại bây giờ ở nhà mẹ con vẫn đang sử dụng cái này. Bản thân con đang sử dụng. Tại vì cái này đi nó đỡ về xương khớp nè. Đau nhức xương khớp, đau lưng, cột sống, thần kinh tòa, cái ăn mất ngủ, thiếu máu, lên não. Rồi nói chung là cực kỳ tốt luôn. Cái này thì xài ok. Cái này một ngày á, như chú nè. Như chú á thì một buổi ngày thì chú nên dùng, hiện tại bây giờ chú nên dùng 3 lần, sáng, chiều và tối, tối trước khi ngủ. Như chú á là 3 lần, còn như bản thân của con đây là một ngày chỉ 2 lần thôi. 2 lần thôi, sáng với tối ngủ trước khi ngủ thôi. Vậy là thờ hẹn ngày mai mới làm được cô nhỉ? Ngày mai mới làm. Mới vô lấy ngày thôi hả? Trời ơi. Con chạy ngoài lại rồi thì con vô. Thế hả? Làm con đi xuống đây rồi mà ấy. Thôi vậy thì giờ vậy. Giờ thì mai làm, bây giờ con chở cô nhiệm với chú mấy anh đi Bến Tre chơi. Nhà ông không? Ha, đi Bến Tre chơi chú ha. Đi không? Đi rồi. Nhưng mà trước khi đi là chú phải pha sữa cho chú một ly sữa uống nè. Sữa này đi. Rồi xong chú uống thêm một viên thuốc này. Viên thuốc này rồi mình đi. Để. Cô nhiệm vô pha cho con cái cái thuốc này con này. Cô đang uống cái sáng nè. Đi ra. Dạ bưng một ly nước nóng được. Dạ không. Dạ không. Con này từ nhà có cái thuốc mà đầy bổ hoàn này nè. Trong này là có những cái viên sáp vậy. Một hộp như vậy là được 2 4 6 8 10 10 được 2 3 70 viên. 7 tức là 7 1 bật chế là 10 10 viên bi. Và nó được 7 bịch như vậy. Là 2 này. 3 4 5 6 7. Thì, bây giờ mình thử mở xem trong này nó chứa cái gì.
Thấy thế nha. Đấy, nó làm rất là công phu, rất tỉ mỉ và rất là tương đối ok. À, cái này mở ra bóp nha. Cái này ở nhà mình nó mình bóp bóp ra thì nó ra như vậy, nghiêng là đó. Ở trong này nó có hai viên đấy, cả nhà thấy không? À, thì như mình á thì một ngày mình chỉ sử dụng dùng một hai viên này thôi, hai viên sáng này thôi, tức là một ngày mình chỉ sử dụng một viên viên bi tròn đấy thôi quý vị ạ. Một ngày mình biết là buổi sáng trước khi sau khi ăn xong và buổi tối là trước khi ngủ. Nếu mà ai thích thì có thể là tán nhỏ ra với nước nóng uống cũng được, nếu như không quen tán nhỏ ra đổ vào tán và đổ nước nóng vào uống. Thì còn nếu như không thì quen rồi á, chưa quen thì quen rồi thì có thể bỏ trực tiếp này, bỏ vào miệng nha. Đấy, như mình này ngay như kèo bình thường. Ở trong này có tờ giấy nó hướng dẫn. Này, bây giờ cô Nhiệm mà khui cái sữa Ensure từ bên bển về. Bên Mỹ về. Dạ, của cô Tâm nhá. Vậy hả? Ui dạ, để con gọi. Nó đơn giản mà. Cái này đâu? Cái này hình như nó có cái nắp ở trong này nè. Đúng không? Mấy cái này quay quay nữa nè. Ủa sao cái này không có ta? Cái này không có đủ nhiều. Không, cái này không có đủ. Thường thường có cái muỗng. Ôi, nhà chú. Cái này uống tốt lắm. Thôi đó. Không, rồi, cái này thấy được rồi. Xong rồi chú làm viên này này. Trong này là một bịch, một trong một cái viên này là hai viên. Đó, nãy con làm viên rồi. Kẻ chú uống viên rồi. Cái thuốc này là con mua tặng chú đó. Cái thuốc này nè, tại vì á, là ở nhà là con cũng đang xài, mẹ cũng đang xài luôn. Cái thuốc này đầy bổ hoàn này nè. Tốt lắm, người già dùng tốt lắm mà. Người già hay là thanh niên gì cũng vậy đó. Mình ngăn ngừa các loại bệnh nha. Ngăn ngừa, ví dụ như mình ngăn ngừa chống chống đột quỵ nè, chống chống thiếu lên máu nè, máu lên não nè, chống thiếu máu lên cơ tim nè. Rồi như chú đó bị thiếu máu cơ tim đó. Rất là hay, rồi còn nó còn tái tạo các mô sụn, rồi nó không làm bị nó chữa được bệnh tê mỏi tay chân nè, đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp, đau lưng, gai cột sống thần kinh tòa, đủ thứ. Cái này thì đại bổ hoàn mà, cho nên cái tên của nó đại bổ hoàn này vậy. Nói chung là xài ok. Một hộp như vậy là gần 200.000. Dạ, cầm sữa lên này, cảm ơn, nó cảm ơn. Làm nghề trong bắc. Dạ. Chú thương viên ngay. Nhai luôn, con bỏ vô nhẹ là nhai luôn á. Bóp ra, bóp ra, rồi, bóp nghe, rồi. Đắng không? Không. Nó giống như... Đấy, hôm nào con qua tặng chú một hộp. Mua tặng chú mấy em một hộp. Hay đi mừng á, hay đi mừng vậy á, đau lưng. Nhức mỏi. Nhức mỏi dữ lắm. Cái này vô êm lắm nha. Uống tối là ngủ ngon dữ dằn luôn. Êm lắm, ngủ êm lắm. Hôm nào mà ngay bị đau mình á, quất lấy hai viên.
Vậy chứ làm đất trời ơi, nói bể mình mấy rồi. Dạ. Đất rồi vậy nặng. Dạ. Nói chung là cảm thấy nhức lưng, nhức xương khớp ha. Đau thần kinh tòa ra chứ. Với hai nữa là đôi mình khó ngủ á. Cứ tối nói chung cái này uống phải một ngày như mình á, là một ngày hai viên thôi. Sáng ngủ dậy ăn xong và tối trước khi đi ngủ. Còn mà ban ngày thì đừng uống vô khẽ để nó mất ngủ. Dạ. Còn như mà chú mới ăn á thì phải uống ngày ba lần, ba cử. Dạ, ổng phải cần ba cử. Nóng dữ lắm mà con. Nó có ngọt không? Ngọt, ngọt được. Nó ngọt ha, nó sữa nó ngọt ngọt vậy thôi. Vậy đúng rồi nè. Ngủ hết. Cầm nha, nóng nha. Mời quả em hết. Ồ, thờ nó kêu mai mới làm hả? Nó lấy ngày á. Làm cái này còn lấy ngày nữa. Thì mắt không chịu gì đâu á. Mắt không chịu gì á. Còn gom ba cái đồ nó gì nữa. Lấy này cho anh ăn đi nữa. Vậy cô lấy trong cái này cái mua đá ở đây cái màu gì? Đá trắng thôi. À trống này hả? Để trống này mới chút vô thôi. Dạ dạ. Trắng hết luôn, màu trắng không? Trắng từ sáng. Màu trắng nha. Dạ, đúng rồi. Nóng nha. Nóng từ từ. Từ. Rồi, xong rồi bây giờ là uống xong bây giờ con chở chú đi vòng vòng Bến Tre chút xíu rồi trưa về nha. Ra uống cà phê. Để là đi cho nó khuây khỏa. Mà buổi sáng là chú cũng chạy ra giỏng nằm mà mua giỏng chú không có ra giỏng nằm. Đi uống mới ra. Giỏng còn quá mà không chịu ra. Vậy hả? Ra nằm ngoài cho thoáng. Đi ra nằm coi mình dọn dẹp gì đó ngồi được. Dạ. Yeah. Đi uống đi. Có trồng mấy cái cây trước này nè, đẹp nè. Đó. Dạ. Yeah. Đây thêm một cái lò thuốc hôm bữa thuốc ở cho chú nữa nè. Dạ. Dạ. Là Dũng mua hả? Dạ không, của cái cô Thảo ở bên Mỹ ở về đó. Dạ. Dạ. Cái lò đó thuốc giống ở bên đó bệnh á, cái lò thuốc sức cái chanh chú á. Dạ. Ba lò nhưng mà để con cho con bé Diễm ở Đồng Tháp á, chân nó cũng bị ghẻ cho nó còn lò. Còn hai để chú mới ăn hai lò hết thì nó gửi về thêm. Dạ. Còn hai chai dầu xanh này là của anh Quân Phạm ở bên Mỹ. Vừa rồi anh có gửi về cái tai nghe cho thầy Thích Chắc Hành á. Xong anh gửi kèm thêm một cái lô dầu xanh này đi cho những cái ai mà họ cần. Thì bây giờ là con nhờ cô gửi cho chú men một cái để con gửi tặng cho cô một cái gửi cô một lò dầu. Vậy là con cảm ơn các anh chị ở ngoài nước á. Dạ. Cho anh hai chị thêm nữa. Dạ. Cô là cô rất cảm ơn nha. Dạ dạ. Còn gì nữa ta, cái quên ta. Hết chưa ta? Hình như hết rồi. Sữa anh xua này chú uống thấy sao? Hả? Được không? Yeah. Uống từ từ thôi, coi nóng không? Còn nóng á, từ từ đi cũng được, cũng sao? Từ từ. Ngủ quậy anh ha, quậy dữ vậy. Bạn chơi cho nó mong ngồi. À, giờ đi ra thì nằm giỏng một chút đi. Ra nằm giỏng một tí rồi cho đó, ra nằm giỏng một tí rồi uống thuốc nè. Từ từ nha, chú đi từ từ nha. Được không? Ổn không? Nhưng mà giờ cái thuốc này uống vào là nó khỏe xương khớp hơn, là đi đứng lại nó dễ hơn á. Yeah.
Nghe nãy mấy hôm nay chú gập lên gập xuống hả phải không? Có gập lên gập xuống hả? Không đâu mà không có mà. Này, nè, ngồi gập lên gập xuống chú làm vậy là làm gì? Thấy không? Có, chú đừng có giấu, chú giấu con này. Nãy ông thờ kia ông vô ông thấy chú gập lên gập xuống làm gì á? Có. Chú làm vậy làm gì? Chú nói đi. Chú biết không? Chú làm vậy chú biết không? Không biết hả? Hử? Tiền không? Chú không giấu con là con không thương chú đâu. Chú mà cứ giấu con là con không thương đâu. Vậy nó thiệt đừng có giấu. Nay chú mặc áo quần này thấy đẹp nha. Tóc mới đó dài nè. Rồi bây được cái sao đâu nhưng mà nó phí ấy. Làm hai viên thước lần lần lắm thước đó thì bữa kia trời ơi nhảy cái bắt đầu tay ổng chân ổng con không con đâu nghĩ gì hết co hả ổng á sao ổng nằm vậy thì co á kiểu vậy thì bắt đầu nằm xuống cái bắt đầu co cái kêu anh nói ra gị ra gì gị ra gị mình cũng rút lại nữa hả ai tới ấy á tới làm nhưng mà tới cái cơm thôi co gọi xong rồi tôi bóp mình cũng mới dần từ cái đùi tôi hỏi con sao không con sao cái hồi con mới ra chắc chắc kìa dạ mình nói ví dụ ừ ai mình nhập vô được người gì thấy cũng chắc chắc chụp hoài mắt nhé. Dạ hả? Con anh hai anh làm gì anh hai? Anh đang nằm ngay cái không ngay cái được. Chấp hoài cái nữa anh làm chớp mắt hoài. Dạ. Nó này bắt đầu anh nói với hai anh ra cái phụ kéo ra. Dạ. Đây nước đây anh khách kia chị nằm được rồi bây giờ chuẩn bị tắm cho chú mới ăn xong rồi để chú đi vào thành phố Bến Tre. Đi ra đó đưa chú cái máy massage cho nó đâm lưng ha. từ từ chú đứng lên hơi khó nè. Con không đỡ chú là chú hơi mệt nè. Cái này thì phải hôm qua chị xui ra cái bắt đầu kêu tập thể dục. Tập đứng vậy nè. Làm vậy làm luôn. Dạ ha. Chị xui cũng đứng vậy làm. Làm luôn. Dạ. Tới rồi. Sáng mình cũng ra ăn kêu mà thấy vậy đâu có làm. Dạ. Này chú đứng lên hơi đứng lên đứng xuống nằm giọng hơi vất vả nè. Cái này giờ phải nghiên cứu là cần phải có cái kia. Hả? Không phải. Không phải cao. Còn phải kiếm cái gì cho chú. Chống. Được, được. Mang vậy đi. Vậy cho anh dễ ngồi nha. Dạ. Alo. Dạ, có việc gì ạ? Nay, làm gì nay làm thinh nè. Dạ. Kéo giờ ra không giờ không ra. Tức là mấy hôm nay là chú có biểu hiện gì? Ba lần bữa Dũng xuống rồi được cũng sao vậy? Mấy lần luôn? Ba lần. Hôm nay là ba lần. Mắt cũng đỏ ngầu lên vậy đó. Chớp vậy đó. Chớp. Cô biểu hiện làm gì không coi? Và vậy cái mình hai làm gì á? Dạ. Vòng qua một lần. Mình hình như là ai mình nói ai nhập không đi. Chứ mình không biết vụ đó nữa gì. Dạ. Alo. Rồi cái nữa là nằm co giò. Dạ. Tự không làm cô mà tắm cũng được cô đứng đốc lên cho ông tự không làm chở vô ông cỡ dễ ha vậy nên cô bỏ cái bữa đứng đây cô la cô cứ tắm kỳ vậy không nghe không đứng đó nên làm sạch nghe cái đất bị khô rồi nó vậy nhắc cũng vậy đứng dọn đây nè à.
cái bùng sao mà thấy tròn tròn á, bùng thế hay là do mới uống sữa xong mới uống ly sữa xong rồi thấy no liền hả? Cái tay này chứ là chú mặc thấy cũng khó khó, hay là chật chật lát nữa ra chợ Bến Tre để mua cái áo khác nó rộng cho nó rộng. Giờ nay chú mình đi ra Bến Tre là muốn ăn gì? Chú dù dù cho nó ép ép chân vô đi. Đây là chân vô đi. Cầm đi em ấy cho. Dặn đi. Giờ nếu hỏng cô mang cô hỏi cha ổng ở đâu con út nè. Cái đầu nhát nó út vô. Út hả? Rồi nó cái con nhưng mà tròn quá thì cái này là vừa này cho đeo. Vừa. Mà ổng ít mang á. Ít mang. Cái nó ấy vậy. Nè. Rồi, đi từ từ nha. Rồi dính chất này, cái dầu này. Chất dầu này để. Cái chai dầu Mỹ này mở phải ấn xuống. Đây. Còn mở vậy cả ngày mở không ra đâu. Vậy, hả? Vậy hả? Đó, đúng rồi. Hả? Ôi, cái này chai dầu Mỹ đó hả? Dầu Mỹ vừa rồi hả? Mới mua mới đưa nè. Đây nè. Chai chảy nước nha. Nó ấn xuống. Ồ. Hành dính sao thế lưng lưng không? Lưng dính nó. Cái chai này nó bị nè, với cái vỏ thì xuống. Ủa hèn gì cái này nó ướt. Rồi để đi. Nè, chấm chất này. Chấm chất này để nửa dặn để nó nồng nằm luôn. Cô mua chai nhỏ. Con có hai chai mà cô một chai. Rồi, cô một chai nha. Cô không chai, chú không chai. Này, bây giờ chú thử mở cái này coi. Nhấn vô mở ra, nhấn vô. Mở là phải ấn xuống là mở được, ấn xuống là vặn. Ừ, đó. Không, ấn tay cầm tay về nè, cầm tay về ấn cũng được nữa, cầm tay về ấn vô. Vặn vặn ngược lại, vặn mở ra, vừa ấn vừa vặn, vừa ấn ấn xuống vừa vặn. Không, chặn ra, vừa ấn xuống vừa vặn ra. Cô chú vừa ấn xuống nè, cầm tay nè, vừa ấn xuống vừa vặn ngược lại nè. À, vừa ấn xuống nè. Nhấn đáy ạ. Vừa nhấn xuống. Vừa vặn ngược lại là được. Ấn xuống, rồi vặn ngược, ấn xuống, rồi vặn ngược lại. Vặn ngược lại. Vặn ngược lại. Ờ vậy á. Ấn xuống, ấn xuống. Dặn vô bụng. Nhấn xuống ơi, nhấn cái nút xuống. Không phải. Đây nè. Cố cầm thôi. Hướng dẫn cho chú ấy. Đây nè, nè chú nhìn đây nè. Ừ. Cái này nó chú vặn cả ngày lắm bao giờ nó ra được đâu. Vặn cả ngày nó làm gì à? À, chú cầm này, chú cầm giữ cái này cho tướng không, ấn cái này xuống, vặn cái lắm ra, đó, không, chú cầm cái này, ấn xuống này, ấn xuống này, ấn xuống, vặn ngược kia tiêu cái đồng hồ, đó, vặn ngược tiêu nó ra, đó, à, chú làm thử cái này coi, ấn xuống, ấn xuống, rồi vặn ngược kia đồng hồ, rồi vặn cái là ra, ấn xuống, ấn xuống vặn lại cái, vặn nhiều không? Dạ, ở dẫn cho bụng anh á. Ấn xuống là bạn. Nè. Này chú cầm lên này thấy không? Rồi chú ấn xuống. Ấn xuống, ấn xuống, ấn xuống rồi tì xuống rồi bạn vặn ngược lại. Vặn ngược lại ở đó, vặn vô bụng á, vô bụng á. Nhẹ thôi, không cần phải mình đâu. Rồi.
chưa chưa được đó thấy không ra nè đánh chú vành vành cỡ tầm nửa vòng à chú vành nửa vòng cái là chưa là nó ra nè giờ vành cân khóa lại này đó giờ khóa lại đây nè đó không rồi bây giờ chú đè xuống vành nửa vòng vành ngược lại nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi lấy ra coi chưa được chú vành nửa vòng đấy chú vành chứ được nửa vòng ấn xuống ấn vô rồi vành nửa vòng vừa ấn vừa vành phải vành đấy vành chú vành một chiều thôi đừng cho vành lắc đừng có lắc vành đó rồi nè đó rồi dặn vô đi rồi chú dặn vô đi dặn bình thường bỏ vô thì dặn bình thường còn bay ra nhắn dễ nghe rồi được rồi cứ để đây đồ nằm đây có hũ cách riêng á vậy đi hôm qua có anh chai nhỏ rồi có mua thêm chai nhỏ nữa đó đi chơi dạ. Cái đó gì rồi giờ đi em ngay rồi dép cuối tuần đi coi Bến Tre này. chú cần vịn không vịn có không hả vịn không đó, đi từ từ cái đó đứng xuống cái đài dưới này cũng được có sao đâu đi cậy đi lên coi ơi khéo đó là nó không đi là nó cái bước chân của chú đi giống như bị tê khớp vậy đó đá chú mua đá này đấy. Đá đẹp đó. Trên này hoa văn này. Đủ không mua đá như đó đủ không chú? Tính đủ chưa? Vậy ha. Đó kêu nhỏ bán nó tính luôn. Dạ. Tiền đá với xi măng là hết nhiêu tiền rồi? 2 triệu mấy. Dạ ha. Còn cửa sổ nữa, cửa sổ một cái 1 triệu mấy nữa phải không hả? Dạ. Rồi, chú cứ ấy đi, cứ làm đi, công thờ ông thiết rồi còn lo phong nữa. Chú ngồi không? Đi trước chú. Đi lần lần đi. Đi chậm mà. Như ông hai đi Bến Tre
đi ông bia ôm. Ngày nay đường đi ôm ông cười kìa. Nay ngày chủ nhật cuối tuần thì đáng lẽ hôm nay là thờ tới làm nè, nhưng mà thờ hẹn ngày mai vậy thôi, thì mình đường nào cũng xuống đây rồi, mình tưởng là xuống để mình phụ lót đá đồng viên thờ thầy cho vui, nhưng mà thờ hẹn ngày mai thì ngày mai mình xuống. Bây giờ mình đưa chú mấy anh đi vào vào Bến Tre uống cà phê chơi. Chút quả gà đó chứ dồn. Dạ? Dồn rồi bà có đi không? À vậy hả? Rước đi cấp bệnh ở đâu? Không, nay đi chơi không có khám. Dạ, dạ. Trời. Đông ơi! Thành phố hả? Thành phố chơi ha. Thường nha. Đây, cô Nhiệm đã tới giờ á. Trời ơi, đi bây giờ cô Nhiệm không đi. Ê chú, ê, xe ngồi đây. Thôi, chú mà em sợ cô Nhiệm không đi, đi vừa cứ ngót lui, vừa đi ngót lui giống như là. Đây đây, chú lên đây nè, lên chỗ của chú ngày bữa nè. Đó. Sợ đi mình. Sợ đi mình, ai mà để chú đi mình. Biết hàng. Từ từ. Rồi. À, ngồi vô ngon lành. Cứ quay lại cứ dòm hoài. Cứ sợ cứ đi cứ ngót lui cứ quay lại cơ mà. Sợ sợ bỏ chú hả? Hả? Sợ cô Nhiệm bỏ chú đi mình hả? Nhưng mà chú nhìn nha con, là chú nhìn ra con coi. Mắt chú sao đợt này đỏ quá vậy? Hả? Không biết hả? Lúc nào mua thuốc nhỏ mắt nè. Chú nào mua thuốc nhỏ mắt ha. Ôi ôi đỏ lòm này. Wow, đỏ luôn cả nhà ơi. Nhìn coi nè. Ồ, đỏ lòm luôn nè. Ồ, mà chú bị mắt hột luôn nè. Chú bị mắt hột rồi. Đây, trời ơi, nó trong hột, trong mắt nó có những đốm trắng nè. Trời ơi, chú bị mắt hột rồi chắc chắn luôn. Chú xoay ra bên này luôn, xoay ra bên này luôn cho con ơi. Xoay nhìn coi. Chú ngước mắt lên. Mắt đỏ, mắt này thì có mắt hột nhưng mà ít nè. Còn mắt này nhiều hơn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, mắt hột nè. Đừng có hột trắng nhìn lên là chú bị viêm mắt rồi, hèn gì mắt đền mấy hôm nay đỏ. Chú ra mua thuốc cho chú nhỏ mắt ha. Hello cả nhà, ngày hôm nay thì ngày chủ nhật, một ngày của đầu tháng 8. Mình lại tiếp tục quay về dòng trôm Bến Tre để thăm chú Men và cô đi cô Nhiệm. Thì đúng lịch ngày hôm nay thì mình xuống để phụ với cô Nhiệm và chú mấy em để sửa sang lại một chút nhà cho của chú mấy anh. Tức là muốn làm lại cái chỗ lát đá, chỗ phòng tắm, phòng ngủ và làm đóng la phong, làm cửa sổ mới lại cho nó cho đẹp đẽ hơn, cho thoáng mát hơn. Nhưng mà theo lịch là đúng hôm nay thờ, nói hôm nay mà phút cuối thì thờ lại đổi ý, thờ này đi làm chỗ khác rồi. Và hẹn ngày mai chắc chắn thờ làm cô Nhiệm. Ừ, chắc chắn á. Chắc chắn ha. Chứ làm vậy con mất thời gian. Dạ. Mất thời gian con quá, con tưởng hôm nay xuống cho nên là giờ thì thôi, thì đã xuống đây rồi thì mình đưa chú Men với cô Nhiệm đi ra ngoài thành phố Bến Tre vào chơi, uống cà phê
ăn uống gì đó rồi chút nữa về. Chú Mây anh thấy sao? Hả? Mẹ vui không? Đi vui à? À nãy chú không thấy, không chịu lên. Thấy cô chứ gì? Mà không thấy cô cứ đi cứ ngót lui không à. Cứ đi chút đừng quay lui vậy nè, đi chú có lui nè. Chú mấy em mới nói là trời anh cứ đi chút nữa nó ra tới gì. Mà cứ sợ có nhiều bỏ không đi gì. Để chở đi mình á. Đúng rồi. Vì đợi cô. Dạ. Cái cầu này là có lâu chưa cô Nhiệm? Này bảy tám năm rồi ạ. Vậy hả? Cầu này mới 7-8 năm rồi chứ. Ừ. Vậy là chú Mên cũng mới thấy được không? Mới thấy nè. Nội này chính thủ nhá. Dạ. Vậy trước đây là cầu gỗ hả? Hay là đi bằng đò? Hồi đó có cái cầu cũng xi măng mà tí mẻ đó nè. Đi ăn lẩu à chú mấy anh? Ăn lẩu à? Chú biết ăn lẩu không? Biết không? Ăn lẩu không? Biết. Thường em mua về nhà ăn á. Ăn một mình đâu phải là ăn lẩu. Ăn lẩu là cái gì, là phải từ 2-3 người đó lên làm cái nồi lẩu nóng nóng, là nhúng rau vô ha, nhúng thịt nhúng cá vô, vừa chín cái là gấp ra ăn liền á. Thank you.